Lúc 11 giờ trưa ngày mùng 5 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã dân thánh lễ tại bàn thờ ngay tòa bên trong đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 6 hồng y và 163 giám mục đã qua đời trong thời gian từ ngày mùng 1 tháng 10 năm 2019 đến ngày 31 tháng 10 năm nay. Hàng năm, Đức Thánh Cha đều dâng thánh lễ cầu nguyện cho các hồng y và giám mục qua đời trong vòng một năm qua. Hồng ý qua đời trong thời gian gần đây nhất là Đức Hồng y Anthony Souter Fernandez, nguyên tổng giám mục Kuala Lumpur của Malaysia, qua đời ngày 28 tháng 10 vừa qua. Bài Tin mừng Thánh Gioan được đọc trong thánh lễ, thuật lại cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với bà Maria khi người đến thăm chị em ông Lazarus khi hay tin ông qua đời. Trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ là lời Chúa Giêsu long trọng tự mặc khải Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Đức Thánh Cha nhận định rằng những lời này của Chúa Giêsu là ánh sáng rực rỡ xua tan bóng tối sự chết. Nhất là nó không chỉ là niềm hy vọng về tương lai như bà Maria nghĩ, nhưng sự sống lại đã ở cạnh bà hiện diện trong chính con người Chúa Giêsu Kitô và những lời mặc khải của Chúa Giêsu hôm nay cũng chất vấn chúng ta. Chúng ta được kêu gọi tin vào sự sống lại không phải như một ảo ảnh ở phía chân trời, nhưng như một sự kiện đã hiện diện và bây giờ chúng ta đã được tham dự cách màu nhiệm. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha lưu ý, niềm tin phục sinh không phớt lờ hay che đậy cảm nghĩ của con người trước sự chết. Chúa Giêsu đã khóc khi thấy các chị em của ông Lazarus khóc vì cái chết của ông người cũng đã trải qua bi kịch tan tóc, những giọt nước mắt cay đắng đổ xuống vì cái chết của một người thân yêu. Nhưng điều này không làm giảm đi ánh sáng chân lý xuất phát từ mặt khải của người mà sự sống lại của ông Lazaro là một dấu hiệu tuyệt vời. Đức Thánh Cha mời gọi cầu xin Chúa xóa đi nỗi buồn đôi khi xâm chiếm tâm hồn chúng ta khi nghĩ rằng dường như chết là kết thúc mọi thứ, một thuyết tình cảm thiếu đức tin làm cho chúng ta sợ hãi cái chết điều mà không ai tránh được đứng trước mầu nhiệm sự chết chúng ta cần luôn hoán cải vượt qua ý tưởng chết là sự hủy duyệt hoàn toàn vượt qua những suy nghĩ đã định hình và hiển nhiên để phó thác hoàn toàn vào chúa đấng đã tuyên bố thầy là sự sống lại và là sự sống những lời của chúa Giêsu cũng giúp chúng ta có cái nhìn thực tế về cuộc sống của các hồng y và giám mục đã qua đời hiểu ý nghĩa và giá trị đều tốt các ngài đã làm của sức mạnh sự dấn thân và tình yêu mà các ngài đã trao tặng vô vị lợi hiểu thế nào là sống không mong đợi quê hương trên trái đất này nhưng là quê hương trên trời và những điều này dạy chúng ta về ý nghĩa của đau khổ mà chúng ta cần chịu để đi vào vương quốc thiên chúa chúng hướng chúng ta đến tự do thật sự và thúc đẩy chúng ta không ngừng tìm kiếm của cải đời đời